Rồi chào tất cả anh em đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Nay quay một cây mẫu đơn mỹ hồng. Mẫu đơn mỹ hồng cái khủng luôn nha anh em. Mẫu đơn mỹ hồng. Đây. Cái này cây giao lưu nha anh em. Giao lưu với anh em mọi miền tổ quốc luôn. Đây, em quay sơ xong quay chi tiết lại cho anh em xem. Cây này cao tầm 3 mét nha anh em. Đó. Quá cao luôn. Mỹ hồng một thân một cốt, cao tầm 3 mét luôn. Nó quay lại bộ đế cho anh em xem nè. Cây này hoành thân là 30. Hoành eo ngay đây là 30 nha. Nồi cũ 69. Nó cũ đặt kẹo luôn. Đó, quay vòng thân để cho anh em xem. Quay cái tàn xa là cho mới hết cái tàn nha anh em. Đó, có mấy anh đang lại xem luôn. Cao tầm 3 mét, mỹ hồng một thân một cốt luôn. Đó, hoành eo 20, hoành eo 30. Đó, nồi cũ 69. Đó, có mấy ông anh đang lại xem luôn. Đó, cao tầm 3 mét, đang ra hoa rất nhiều luôn nha. Cây sống mạnh khỏe nha. Giao lưu với anh em mọi miền tổ quốc luôn. Anh em có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0987853939 nha. Anh Việt chủ cây nha anh em. Ship mọi miền tổ quốc luôn. 0987853939. Mẫu đơn mỹ hồng. Thần một cốt cao 3 mét đấy anh em, tầm khoảng 3 mét. Đi rồi qua quá không muốn đài đâu không. Đọc mấy liền bỏ luôn. Đó, giao lưu mọi miền tổ quốc luôn nha anh em. Dạ anh nghe. Dạ. Đó, củ đế đặc kẹo luôn nha, một thân một cốt, hàng này khó tìm nha anh em. Đó, củ đế về một thân một cốt, cây cao vậy là khó tìm lắm nha. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp số điện thoại nha. Để em để số điện thoại dưới phần mô tả cho anh em luôn. Alo trực tiếp báo giá luôn. Quá khủng khiếp. Xem nồi đế nó vòng bên. Xa ra cho thấy hết cái tàn nha anh em. Xa thì mới hết cái tàn nha. Đầu tầm 3 mét, hơn 3 mét luôn nha anh em.